Lời đầu tiên cho phép ban quản lý tòa nhà PMC xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới các cư dân đang sinh sống tại tòa nhà chung cư Park Spring. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin tuần số 16. Kính thưa quý vị và quý cư dân, nhằm nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà chung cư Park Spring, vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, ban quản lý tòa nhà đã kết hợp cùng với công an phòng cháy chữa cháy quận 2 tiến hành thử áp lực nước tại các trục cứu hỏa bên ngoài tòa nhà. Chuông báo cháy cũng được thử nghiệm trong suốt quá trình này. Đồng thời, ban quản lý tòa nhà cũng đã kết hợp cùng với công an phòng cháy chữa cháy quận 2 lên phương án thoát nạn cho cư dân tại tòa nhà khi có tình huống cháy thật. Một xe chữa cháy chuyên dụng và một xe thang nâng cứu hộ cùng đông đảo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được điều động cho buổi thử nghiệm hệ thống này. Buổi thử nghiệm đã diễn ra vô cùng thành công, tất cả các thiết bị thử nghiệm đều trong tình trạng hoạt động tốt. Sau buổi thử nghiệm, ban quản lý tòa nhà có buổi họp ngắn với công an phòng cháy chữa cháy quận 2 để rút kinh nghiệm và lên phương án cho các buổi thử nghiệm cũng như diễn tập sắp tới. Điều hòa nhiệt độ được ví như là lá phổi trong căn nhà của bạn, nó cung cấp dưỡng khí, lọc bụi bẩn và điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng lâu ngày sẽ có rất nhiều bụi bẩn bám trên dàn lạnh cũng như dàn nóng của điều hòa, khiến điều hòa của bạn chậm cung cấp hơi lạnh, gây hao tốn điện năng. Anh thường xuyên gặp phải các sự cố như điều hòa chạy tự động ngắt, hay hư hỏng block. Nắm bắt được những nguy cơ đó, trong tuần vừa qua, ban quản lý tòa nhà chung cư Park Spring đã tiến hành bảo trì dịch vụ làm sạch điều hòa hoàn toàn miễn phí cho tất cả các căn hộ tại chung cư Park Spring. Công tác bảo trì điều hòa sẽ được tiến hành vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần. Cụ thể, buổi sáng từ 8:30 đến 11:30, buổi chiều từ 14:30 đến 17:30. Việc sắp xếp bảo dưỡng điều hòa sẽ được ban quản lý tòa nhà ưu tiên cho những căn hộ đăng ký trước. Vì vậy, cư dân có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp qua điện thoại hoặc qua địa chỉ sau: văn phòng ban quản lý tòa nhà Park Spring, tầng G, tháp A. Số điện thoại 0862515868. Cảm ơn quý vị và quý cư dân đã quan tâm theo dõi bản tin tuần này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.